Vâng, lời nói đầu tiên Hùng Thái sẽ được thay lời gia đình của ba má Sáu cũng như là vợ chồng của anh Tư Quý. Trân trọng kính gửi đến toàn thể quý vị quan khách với lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách kính mến, buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2008. Gia đình của ba má Sáu cũng như là vợ chồng của anh Tư Quý có tổ chức buổi tiệc kỷ niệm cúng cơm bà ngoại của anh Tư. Với sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị quan khách đã nhín chút thời gian quý báu về đây để dự trong ngày giỗ hôm nay, quả là một niềm danh dự cho gia đình của ba má Sáu và vợ chồng của anh Tư Quý. Hùng Thái sẽ được một lần nữa thay lời gia đình trân trọng kính gửi đến toàn thể quý vị quan khách hiện diện đông đủ trong buổi tiệc trưa hôm nay với lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương trân trọng nhất. Và xin được kính chúc cho tất cả quý vị quan khách có một buổi tiệc hôm nay vui tươi và ngon miệng. Và Hùng Thái cũng sẽ được đại diện cho anh em đồng nghiệp của mình. Cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện cho Hùng Thái cùng anh em đồng nghiệp của mình về đây trước là để dự trong ngày giỗ của bà ngoại anh Tư, chị Tư, và sau đó gửi đến toàn thể quý vị quan khách chương trình ca cổ rất là đặc sắc. Rất mong được sự cổ vũ nồng nhiệt của toàn thể quý vị quan khách. Vâng, và bây giờ để mở đầu chương trình, Hùng Thái sẽ được trân trọng giới thiệu đến gia đình và tất cả quý vị với giọng hát ngọt ngào và dễ thương, tiếng hát nữ nghệ sĩ Thiên Kiều. Và lời đầu tiên, Thiên Kiều xin thành thật kính chào quý quan khách bằng lời chào thân thương và trân trọng nhất. Và để mở đầu chương trình, Thiên Kiều xin gửi đến với bài hát được mang tên Ơn Nghĩa Sinh Thành. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu, ai ơi có nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Ơn đức sanh thành
sáng, nghe mẹ như nước trong nguồn chảy xa. Một lòng thờ mẹ kính cha cho trọn chữ để trở thành người hữu dụng cho nước non. Con ơi, lời mẹ cùng con thương người áo xanh giúp người tha phương. Con nguyện khi các mẹ ơi mong đời bớt khổ để mẹ hiền sống lâu. Xin thật cảm ơn rất nhiều.